Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị chúng ta có một năm mới an khang và thịnh vượng. Quý vị thân mến, năm 2021 những gia chủ tuổi Sửu bị phạm vào thái tuế, cho nên trong vận trình năm khá lận đận, mọi việc thì không được thuận lợi, khiến cho gia chủ luôn phải phiền não. Nhưng bước sang năm mới 2022 Nhâm Dần thoát khỏi hạn thái tuế, những gia chủ tuổi Sửu được quý nhân tương trợ giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, không những tiền bạc mà còn rất nhiều phương diện khác trong cuộc sống đều có những chuyển biến tốt đẹp. Họ là một trong những con giáp thành công nhất trong năm mới 2022 này. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình chi tiết của gia chủ tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm Nhâm Dần 2022, trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Sửu tháng này đứng công danh có chiều hướng tốt đẹp, gặp nhiều tin vui, công việc kinh doanh có nhiều sự mở mang thêm, đầu năm công việc hanh thông, đánh dấu một năm nhiều bội thu và lợi lộc. Con giáp tuổi Sửu tháng này buôn may bán đắt, làm một lãi 10, việc làm ăn sẽ phát triển đến một ngưỡng chưa từng có tiền lệ. Nếu các gia chủ tuổi Sửu đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia tăng liên kết hợp tác thì nên mạnh dạn đầu tư, ắt sẽ gặp được may mắn, nhận được sự giúp đỡ giúp sức của bạn bè. Tuy nhiên vẫn cần phải nên cẩn trọng, đề phòng trước những chuyện rủi ro có thể xảy ra để tránh những thiệt hại nặng nề không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạng ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc thuận lợi nên quý gia chủ tuổi Sửu sẽ thu được khoản lợi nhuận lớn trong tháng này, tiền bạc rủng rỉnh dồi dào không cần phải lo lắng. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần phải học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những người làm buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập có thể sẽ ít hơn do mới đầu năm khối lượng công việc còn ít. Vì vậy bạn cần phải quản lý chặt chẽ tài chính của mình, chi tiêu trong phạm vi cho phép và nên chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết mà thôi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi phong thủy cho thấy về phương diện sức khỏe của những người cầm tinh con trâu trong tháng này không thực sự tốt. Lẽ dĩ nhiên, công việc phát triển, áp lực càng nhiều, chính điều đó khiến cho chứng mất ngủ của bạn ngày càng nặng nề. Bạn cần phải chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi, cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh và vui vẻ được. Thời gian này gia chủ cũng cần phải chú ý đến các bệnh liên quan đến tinh thần như đau đầu hoặc các bệnh như là thiếu máu hay huyết áp không được ổn định. Khi có những dấu hiệu bất thường, bạn nên thăm khám chữa trị kịp thời để tránh những hậu quả không may xảy ra. Đặc biệt cũng cần phải giữ tinh thần thoải mái để có được sức khỏe tốt nhất. Các gia chủ tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn bình an cũng như là sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo.
Bước sang năm 2022, về phương diện tình cảm gia đạo của quý gia chủ tuổi Sửu khá tốt, tháng này sẽ có nhiều chuyện vui đưa tới về việc gia đình có thêm người, thêm của. Với những người đã có gia đình thì tháng này gia đình êm ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cháu hiếu thảo. Những người đang còn độc thân sẽ có cơ hội gặp những người tâm đầu ý hợp tính đến chuyện sau này. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm đôi khi không thể tránh khỏi những cãi vã xô xát. Khi đó hãy bình tĩnh, đứng về vị trí của nhau để nhìn nhận và cảm thông. Như vậy mới có thể tiến xa hơn được, đừng vì những giận hờn trách móc mà đánh mất người quý giá. Tử vi từng tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Sửu tháng này khá ổn định. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu được áp lực, tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe nữ Đinh Sửu tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Đinh Sửu phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có những phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình thì đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tháng này đối với người tuổi Ất Sửu vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên nam mạng cũng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần phải đề phòng giấy tờ và vật có giá trị. Tình cảm gia đạo an vui, nữ mạng tuy có âm phủ dương trợ, nhưng do vận xấu nên cũng chưa nên thực hiện các mưu sự mấy. Thời điểm này, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang phải gặp để tìm cơ hội phát triển. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Quý Sửu có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi quá xa, không nên để cho thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp cho tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và hợp lý. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tý, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa.
ngày âm lịch ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch. Chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!